Thưa quý vị, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập đa phương như hiện nay, thì nhu cầu du học tại các nước có nền giáo dục phát triển để học hỏi và nâng cao hiểu biết ngày càng tăng. Trong xu thế đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia thu hút nhiều du học sinh Việt Nam đến học tập. Việc xuất hiện nhiều trung tâm du học như hiện nay khiến cho những người có nhu cầu du học Nhật Bản hoang mang, gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn trung tâm chất lượng. Xin mời quý vị đón xem phóng sự sau đây của chúng tôi để hiểu rõ thêm về vấn đề này. Trong thời gian gần đây, lượng du học sinh Việt Nam đi du học tại Nhật Bản tăng lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề mà đa số các gia đình có con đi du học tự túc tại Nhật Bản đang gặp phải đó là để đi du học tại Nhật Bản, các gia đình thường phải chi phí khoảng hơn 200 triệu đồng một năm. Đây là một khoản tiền không nhỏ với các gia đình tại Việt Nam. Vì vậy, khi sang Nhật Bản, các em ngoài việc học tập còn phải tranh thủ làm thêm. Điều này dẫn tới hệ lụy là một số du học sinh bỏ học đi làm thêm quá số giờ quy định. Trong khi luật quy định cho phép du học sinh làm thêm tối đa là 28 giờ một tuần. Điều lo lắng nhất trước khi cho con đi du học Nhật Bản là vấn đề tài chính, vì cái mức thu nhập của gia đình không được cao, cho nên cái điều lo lắng nhất của gia đình đối với gia đình là vấn đề tài chính. Trong số rất nhiều những trung tâm du học như hiện tại, mối quan tâm đặt ra hiện nay là việc lựa chọn được một trung tâm uy tín, cung cấp giải pháp để giải quyết các khó khăn trong việc chọn trường, ngành nghề cũng như môi trường đào tạo và sự liên kết chặt chẽ của trung tâm với trường tại Nhật Bản. Từ đó có sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai cho du học sinh tại Nhật. Chúng tôi là trường chuyên môn phúc lợi tổng hợp Osaka. Với hơn 20 năm vận hành, trường đào tạo điều dưỡng chuyên viên chăm sóc tại Osaka, trường chúng tôi từ sau khi tư cách lưu trú diện, điều dưỡng chăm sóc Kaigo ra đời cho đến nay là năm thứ 3 tiếp nhận du học sinh. Đối với việc tiếp nhận du học sinh, chúng tôi coi trọng nhất 3 yếu tố như sau. Thứ nhất là đào tạo tiếng Nhật trước khi xuất cảnh. Thứ hai là việc giải thích rõ ràng về chuyên ngành Kaigo của Nhật. Thứ ba là không có sai khác giữa giải thích về du học sinh ở trong nước với sau khi xuất cảnh vào Nhật. Chúng tôi cho rằng cần thiết phải có những đối tác có thể thực hiện được cả 3 yếu tố trên. Cách thức đào tạo tiếng Nhật, giải thích về Kaigo, sử dụng video tư liệu, hoạch định rõ ràng chi tiết các kế hoạch du học cho học sinh là những điều mà Bảo Tín đã làm được cho chúng tôi. Hiện nay, có hơn 30 du học sinh diện học bổng, điều dưỡng của Bảo Tín đã nhập cuộc. Chúng tôi luôn biết ơn công ty vì đã luôn gửi cho chúng tôi những du học sinh vô cùng xuất sắc. Trung tâm du học Bảo Tín được thành lập bởi đội ngũ nhân viên tâm huyết, được học tập và đào tạo tại Nhật Bản. Hiện tại, các chương trình đào tạo của trung tâm đều được chuẩn hóa theo quy chuẩn riêng là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Kết hợp giữa việc học ngôn ngữ với việc rèn luyện các kỹ năng mềm. Cùng với đó, trong quá trình học, trung tâm còn giúp các học viên tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa, con người đất nước Nhật Bản. Theo học học bổng báo Asahi tại trung tâm Bảo Tín, thì mình theo học học bổng báo này thì toàn bộ chi phí như là học phí và ký túc xá trong vòng 2 năm đầu tiên sẽ được miễn phí, và ngoài ra thì mình có thể đi làm thêm kiếm được từ 24 đến 26 triệu đồng. Số tiền đó thì mình dùng để chi trả cuộc sống và mình sẽ tiết kiệm sau này học lên đại học. Với mong muốn giúp cho các học viên hiện đang và sẽ theo học tại trung tâm có cơ hội được học tập và làm việc tốt hơn, trung tâm luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng, phù hợp với học sinh, sinh viên Việt Nam. Tất cả các giáo viên đều có trình độ của giáo viên 100% N1, N2, có kinh nghiệm nhiều năm học tập và làm việc tại Nhật. Vì vậy, không chỉ giảng dạy về ngôn ngữ, các giảng viên ở đây còn dạy cách ứng xử, văn hóa đặc biệt của người Nhật. Ngoài những cái kiến thức mà mình dạy cho các bạn ấy, thì mình cũng dạy cho các bạn ấy những cái kinh nghiệm sống tại Nhật Bản mà mình đã từng trải qua. Mình cũng đã từng đi du học, cũng giống như các bạn. Đó, thì ngoài những cái kiến thức về tiếng Nhật, thì còn có kiến thức về văn hóa Nhật Bản, về con người Nhật Bản như thế nào. Và các cái lễ hội của Nhật cũng được công ty mình tổ chức. Để chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra học hỏi tri thức tại nước bạn, trung tâm không ngừng tìm kiếm các suất học bổng cho các du học sinh theo học và đăng ký tại trung tâm như Nhật ngữ Bảo Tín, mỗi năm có 70 suất học bổng toàn phần cho các bạn theo học chuyên ngành điều dưỡng, y tá, hộ lý, 30 suất học bổng toàn phần và bán toàn phần cho các bạn du học chuyên ngành công nghệ ô tô, IT. Bảo Tín thì là chuyên về du học. Và Bảo Tín sẽ đi theo một cái hướng khác so với những công ty khác ở trên thị trường.
đó là Bảo Tín trọng tâm vào phát triển các sản phẩm du học, học bổng, bảo trợ tài chính để giảm thiểu cái chi phí cho các gia đình và những gánh nặng kinh tế cho các học sinh học tại Nhật Bản. Và cái tâm niệm của Bảo Tín là phát triển cái du học theo cái tri thức nhận được chứ không phải theo cái tài chính. Bởi vì đại đa số cái du học sinh Việt Nam sang bên Nhật thì ngoài cái việc học ra, các bạn thường hay đi làm quá giờ bởi cái áp lực tài chính. Nhưng mà cái điều đó sẽ dẫn đến một cái việc là các bạn sẽ không tập trung học được. Vì vậy là Bảo Tín muốn giảm đi những cái gánh nặng tài chính cho gia đình cũng như là những cái áp lực cho học sinh để tập trung vào cái việc học để có tri thức tốt hơn cho học sinh sau này. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du học Nhật Bản nhiều năm nay, Du học Trung tâm Nhật ngữ Bảo Tín đã và đang không ngừng mở rộng, phát triển, tạo dựng lòng tin và sự uy tín. Hiện nay, trung tâm mở văn phòng tuyển sinh trên toàn quốc, đồng thời kết hợp hình thức tuyển sinh online. Trung tâm luôn chú trọng đến việc đầu tư đồng bộ đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo và xử lý, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, visa cho học viên trước khi xuất cảnh. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì là em bắt đầu bắt tiến bay sang Nhật Bản, thì cảm xúc hiện tại của em bây giờ rất là hồi hộp và trong lẫn với đó là niềm hạnh phúc sung sướng mà em đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Trong quá trình học ở Trung tâm Du học Bảo Tín thì các thầy cô đã dạy cho em không chỉ là ngôn ngữ mà còn là những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng giao thông, kỹ năng giao tiếp, thì em với những kiến thức này thì em sẽ tự tin hơn cho con đường sắp tới. Trung tâm Nhật ngữ Bảo Tín đã và đang khẳng định mình là một đơn vị uy tín, chất lượng thông qua cách thức hoạt động và đào tạo, góp phần không nhỏ trong việc chắp cánh ước mơ du học Nhật Bản.